Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 15 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới 15 tháng 7 năm nay có chủ đề nâng tầm kỹ năng cho nhà giáo, người dạy nghề và thanh niên vì một tương lai chuyển đổi. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Thành phố Sơn La đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 15 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 63 điểm cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, linh hoạt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần liên tiếp điều chỉnh giảm lãi suất với mức giảm từ 0,5 đến 2% trên một năm. Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều hành các giải pháp tín dụng phù hợp đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát. Hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng. Đến ngày 30 tháng 6, tín dụng nền kinh tế đạt trên 12,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,73% so với năm 2022. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất, đặc biệt là lãi suất cho vay vẫn còn cao, dư nợ tín dụng tăng thấp, 6 tháng chỉ đạt 3,58%, nợ xấu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và đang có nguy cơ tăng nhanh, tiến độ xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém còn chậm. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục phục hồi và phát triển theo hướng tháng sau khởi sắc hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực và quan trọng của Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, bảo đảm thị trường tiền tệ, ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, thông suốt, bền vững, tập trung điều hành tăng trưởng dư nợ tín dụng và cơ cấu tín dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất thực chất, nhất là giảm lãi suất cho vay. Có các giải pháp hiệu quả đẩy mạnh triển khai thực hiện gói tín dụng 40.000 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 2% và 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương đồng hành phối hợp chặt chẽ cùng Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn và cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, từ năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công bố lấy ngày 15 tháng 7 hàng năm là Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược về trang bị kỹ năng nghề cho lao động trẻ để làm việc và khởi nghiệp. Năm nay, Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới có chủ đề nâng tầm kỹ năng cho nhà giáo, người dạy nghề và thanh niên vì một tương lai chuyển đổi. Đại dịch COVID-19, nghèo đói, biến đổi khí hậu, công nghệ thay đổi và xung đột sắc tộc đã ảnh hưởng đến phụ nữ, thanh niên khuyết tật, người trẻ đến từ các hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số. Do đó, giáo dục nghề nghiệp là chìa khóa giảm rào cản tiếp cận việc làm, đảm bảo công nhận kỹ năng đạt được, cũng như cung cấp cơ hội phát triển kỹ năng cho thanh niên thôi học, không có việc làm hoặc không tham gia giáo dục đào tạo. Chính vì vậy, Liên Hợp Quốc đề nghị các quốc gia cần tạo điều kiện cho thanh niên tham dự các khóa đào tạo, kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề, lập nghiệp, thực hiện học tập suốt đời, đồng thời chú trọng bồi dưỡng lao động trẻ theo nhu cầu của doanh nghiệp, công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền công, tiền lương cho học sinh sinh viên tốt nghiệp dựa vào kỹ năng và năng lực hành nghề. Hiện cả nước có khoảng hơn 52 triệu người tham gia lực lượng lao động, trong đó lao động là thanh niên tuổi từ 16 đến 30 khoảng 24 triệu người, chiếm 46% lực lượng lao động. lao động có kỹ năng nghề sẽ luôn luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế và xã hội của đất nước trước yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và các thách thức toàn cầu hiện nay. Hưởng ứng Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả như hội thảo, hội nghị, tọa đàm về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên, tuyên truyền về vị trí vai trò của lao động có kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng lao động, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, phát động phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động, thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động, tổ chức đối thoại với thanh niên về kỹ năng nghề trong bối cảnh thế giới đang chuyển sang mô hình phát triển bền vững. Kỹ năng nghề vừa là động lực, vừa là mục tiêu của quá trình đào tạo và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, thu nhập của người dân, làm tăng năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Ngày 14 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Mường La khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét thông qua các nghị quyết theo thẩm quyền. Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, huyện Mường La đã chủ động triển khai tích cực và đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đã được xác định trong kế hoạch năm 2023. Lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đảm bảo kế hoạch sản xuất. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 61 tỷ đồng, bằng 46,5% so với dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Tập trung xây dựng nông thôn mới đối với 3 xã Ngọc Chiến, Triềng Lao, Pi Tong. Hoàn thiện tiêu chí 2 xã Mường Trùm, Mường Trai xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Mường Bú. Y tế, giáo dục được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các ý kiến trả lời của đại biểu tập trung vào các vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm, gồm công trình lát vỉa hè tại xã Mường Bú, tình trạng đuối nước ở học sinh trong dịp nghỉ hè. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mường La đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng và hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình của kỳ họp. Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Nhai vừa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn huyện Quỳnh Nhai đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp công đoàn tổ chức bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, kịp thời đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của công đoàn đến với công nhân viên chức lao động, chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Trong nhiệm kỳ đã tuyên truyền vận động ủng hộ được hơn 700 triệu đồng, trao tặng hàng trăm suất quà Tết cho đoàn viên người lao động. Cùng với việc triển khai xây dựng sửa chữa nhà mái ấm công đoàn, thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện tốt chương trình bữa cơm không đồng, tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19, trang bị lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường quê tại xã Triềng Khoang, phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, quản lý Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đúng quy định, đạt hiệu quả với tổng số tiền 160 triệu đồng, giúp cho 18 lượt hộ gia đình đoàn viên, người lao động được vay vốn, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh luôn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã phát triển 399 đoàn viên, thành lập mới 2 tổ chức công đoàn cơ sở, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 5 Công đoàn huyện đề ra. Giới thiệu và kết nạp được 384 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn huyện Quỳnh Nhai phấn đấu hàng năm phát triển từ 40 đoàn viên mới trở lên, 100% công đoàn cơ sở thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, 90% trở lên đoàn viên người lao động áp dụng thực hiện chuyển đổi số. Sáng ngày 15 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tại hội nghị, trên cơ sở kết quả thảo luận thống nhất giữa hai đơn vị, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La và tỉnh Hưng Yên đã ký kết chương trình phối hợp về lĩnh vực giáo dục đào tạo với các nhiệm vụ trọng tâm như hợp tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và các đề án chính sách phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025, hỗ trợ, chia sẻ tài liệu ôn tập, trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông cấp quốc gia, tài liệu ôn tập, bổ trợ kiến thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trao đổi học tập kinh nghiệm về chỉ đạo triển khai giáo dục STEM, các giải pháp triển khai xây dựng trường học chất lượng cao, chính sách thỉnh giảng, hợp đồng giáo viên đối với các bộ môn còn thiếu, tháo gỡ khó khăn trong chỉ đạo, triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Sáng ngày 14 tháng 7, tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề Ánh sáng soi đường lần thứ 4 năm 2023. Tham gia hội thi có 6 thí sinh đến từ Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La và Trường Cao đẳng Y tế. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Tôi là ai, dấu chân phía trước, ánh sáng soi đường. Nội dung câu hỏi ở các phần thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử, văn hóa dân tộc, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, Luật Thanh niên năm 2020, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, cũng như những hiểu biết về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hội thi là sân chơi trí tuệ bổ ích, hấp dẫn, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên, cán bộ giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi. Đoàn công tác Sở Y tế Sơn La vừa có cuộc làm việc với huyện Quỳnh Nhai kiểm tra, nắm bắt, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí y tế trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023 và huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Để từng bước thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí về y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đến nay Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện và 11 trạm y tế các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã được đầu tư đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Các tiêu chí, chỉ tiêu về y tế trong Bộ Tiêu chí Quốc gia nông thôn mới được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, diện tích các phòng khoa cơ bản chưa đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Toàn huyện có 6 trên 11 xã không đủ số phòng theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 71,1%, chưa đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí. Tỷ lệ người dân tham gia sử dụng khám chữa bệnh từ xa và có sổ khám chữa bệnh điện tử đã thấp. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh đã thảo luận, phân tích và chỉ ra những tồn tại hạn chế, từ đó hướng dẫn tháo gỡ các vấn đề khó khăn của địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu về y tế, đảm bảo tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của các xã trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Sơn La đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các xã phường và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Để chủ động về nguồn lực đầu tư cho phát triển của địa phương, thành phố Sơn La đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp thu ngân sách như quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu cho ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kê khai thuế của người nộp thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa bàn. Trong 3 năm từ 2021 đến 2023, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.476 tỷ đồng, tốc độ tăng 6,5% trên năm. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2022 đạt gần 777 tỷ đồng, đạt gần 97% chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2021-2025. Tốc độ tăng thu đạt gần 9% trên năm. Khả năng tự cân đối của ngân sách thành phố không ngừng được nâng cao. Tổng chi ngân sách của giai đoạn 2020-2022 đạt gần 2.250 tỷ đồng, đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2021-2023 đạt 22.000 tỷ đồng, tốc độ tăng 7% trên năm. Thu ngân sách của phường đạt 82,7% so với dự toán giao, tăng 0,5% so với cùng kỳ của năm 2022, xây dựng được một sản phẩm OCOP rượu Tiến Xuân, đầu tư xây dựng một lớp học thông minh tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phát động phong trào thực hiện tốt chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư và cán bộ công chức phường. Đến nay thì cái hồ sơ giải quyết các cái dịch vụ công mức độ 3-4 trên địa bàn phường đạt 92,5%. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, triển khai đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách. đã thực hiện chi trả trợ cấp cho 4.540 đối tượng chính sách với số tiền gần 23 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà trợ cấp gần 4.000 lượt đối tượng chính sách, hộ nghèo, số tiền hơn 3,6 tỷ đồng nhân dịp Tết, lễ, giao cán bộ đảng viên phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo, huy động xã hội hóa trên 5 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho 149 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 giảm còn 0,42%, tỷ lệ đào tạo nghề lao động nông thôn đạt gần 70%. Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo và chi hội chúng tôi cũng đã tổ chức cuộc họp ban chấp hành mở rộng để bàn và thống nhất cái kế hoạch thi đua lao động sản xuất trong toàn hội viên, trong toàn chi hội. Thứ nhất là để từng bước mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội việc làm của các chi hội hội viên. Đấy, rồi là cải tạo, nâng cấp cái điều kiện làm việc ở các đơn vị. Hiện nay, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án và công trình trọng điểm, tăng cường công tác quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Sơn La 26 tháng 10 năm 2008, 26 tháng 10 năm 2023. Đồng thời phát huy sức mạnh, mọi nguồn lực, tiềm năng xây dựng thành phố Sơn La sớm trở thành đô thị loại 1 mang bản sắc văn hóa các dân tộc đặc thù tiểu vùng Tây Bắc, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Giữ ngọn lửa nhiệt huyết thanh niên xung phong. Xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức đảng viên vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn là nơi ghi dấu ấn, làm nên những trang sử chói lọi của lực lượng thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng chính là biểu tượng bất diệt của một thế hệ thanh niên xung phong đã không tiếc tuổi xuân, xương máu, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ vì độc lập tự do của nước nhà. Giữa trời xanh những ngày tháng 7 lịch sử, cùng trở về tề tựu dưới chân tượng đài. Trong những người lính ấy vẫn giữ nguyên cảm xúc như những lần đầu đặt chân đến đây. Nghẹn ngào, xúc động, tưởng nhớ về những đồng đội của mình đã hy sinh, nhớ về lịch sử, nhớ về những ngày tháng được sống và cống hiến dưới màu áo thanh niên xung phong. Chúng tôi khi đặt chân về đây thì vô cùng là xúc động. Bởi vì bước chân về đến đây là nghĩ lại những cái thời kỳ mà oanh liệt nhất của Ngã Ba Cò Nòi mà lực lượng thanh niên xung phong đóng vai trò nòng cốt để sửa chữa đường giao thông, phục vụ cho bộ đội đi vào chiến trường. Cho nên là mỗi một lần về đến đây là chúng tôi rất là xúc động và thắp nén nhang cho đồng đội. Là trong lòng mỗi hội viên chúng tôi đã có những cái ghi nhận cái công ơn của các đồng đội đó. Trở về đây, mỗi dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 hàng năm là mỗi lần họ như được sống lại những ngày tháng của tuổi đôi mươi, những ngày tháng đấu tranh oanh liệt với ngọn lửa nhiệt huyết của một thế hệ thanh niên anh dũng, tiên phong, nguyện chết vì độc lập tự do dân tộc. Nhưng năm tháng thì không chờ đợi một ai, mỗi lần tề tựu về dưới chân tượng đài, số lượng thành viên ngày ấy nay cứ thưa dần. Chúng tôi còn sống ngày nào, chúng tôi còn về với tượng đài của chúng tôi ngày đấy. Và với thế hệ trẻ bây giờ là chúng tôi muốn là truyền đạt lại tất cả những cái lịch sử của cựu thanh niên xung phong Việt Nam nói chung và riêng Cò Nòi này nói riêng. Tuổi tác đã bước sang hơn nửa kia của cuộc đời, nhưng ngọn lửa thanh niên xung phong vẫn luôn được giữ mãi trong tim của những người lính cách mạng, vẫn đang miệt mài, tận huyết, ngày ngày truyền lại ngọn lửa ấy cho thế hệ trẻ ngày nay. Khi nói đến sự hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong tại chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thì không thể không nói đến sự hy sinh của các chiến sĩ lực lượng thanh niên xung phong tại Ngã Ba Cò Nòi. Tuy rằng không được sinh ra, lớn lên và trực tiếp chứng kiến sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, nhưng qua những lời kể cũng như qua câu chuyện, bài thơ và các hình ảnh cũng như là các di vật để lại thì thế hệ trẻ chúng tôi cảm thấy vô cùng cảm kích, tự hào, biết ơn cũng như là trân trọng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Ngọn lửa của tinh thần, ý chí cách mạng, ngọn lửa biểu trưng cho sự nhiệt huyết, tình yêu Tổ quốc, sẽ luôn cháy mãi trong tim của thế hệ lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Ngọn lửa ấy sẽ mãi được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác vì một dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất. Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã có cuộc khảo sát tiến độ xây dựng công trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha. Khởi công từ tháng 3 năm 2023, công trình nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc La Ha được xây dựng trên diện tích 237,6 m2 với các hạng mục gồm một nhà văn hóa và hai phòng vệ sinh, thiết kế bảo đảm vừa hiện đại vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc La Ha. Kinh phí đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng từ nguồn quỹ của chương trình Những bước chân vì cộng đồng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động và Ngân hàng Sacombank đồng hành. Nguồn kinh phí đối ứng các thiết chế liên quan, vận động xã hội hóa. Đến nay, đơn vị thi công công trình đã triển khai xây dựng dự án đảm bảo theo tiến độ kế hoạch. Dự kiến lễ khánh thành bàn giao công trình vào cuối tháng 8 năm 2023. Đây là dự án với mục đích tạo lập không gian sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, nơi đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Vừa qua, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với nhóm chuyên gia của Hội Khảo Cổ học Việt Nam tiến hành khảo tả, đo vẽ, chụp ảnh các hiện vật được khai quật tại di chỉ Hang Tắng, xã Đá Đỏ, huyện Phú Yên, nhằm chỉnh lý hồ sơ, báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ Hang Tắng. Di chỉ Hang Tắng, xã Đá Đỏ, huyện Phú Yên được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Viện Khảo Cổ học Việt Nam tiến hành khai quật từ tháng 4 năm nay. Các nhà khoa học đã tìm thấy 9.683 tiêu bản, gồm vỏ các loài nhuyễn thể cạn như ốc núi, ốc suối, vỏ chai, trùng trục, các loài giáp sát, xương, răng động vật hoang dã, cùng tổ hợp 1.531 hiện vật đồ đá và đồ gốm như đá có vết ghè đẽo, đá có vết mài, chày, bàn nghiền, mảnh tước, các loại đá khác và mảnh vỡ đồ gốm từ đồ dùng sinh hoạt. Theo phân tích của các phó giáo sư, tiến sĩ Hội Khảo Cổ học Việt Nam, bước đầu ghi nhận có sự phân loại về nhóm loại hình kỹ thuật chế tác theo độ sâu và là cơ sở để phân chia các giai đoạn phát triển văn hóa. Các hiện vật tìm thấy có thể bước đầu xác định đây là dấu tích cho thấy sự tồn tại của cư dân nguyên thủy tại Hang Tắng từ thời đại đá cũ, cách ngày nay từ 3.000 đến 11.700 năm. Đây là những kết quả ban đầu có giá trị với việc nghiên cứu lịch sử, biên soạn địa chí tỉnh Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung, đồng thời thu thập thêm được nhiều tư liệu hiện vật trưng bày tại Bảo tàng tỉnh, góp phần xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh và quy hoạch bảo vệ khai thác du lịch trong tương lai. Vào khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 7, trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu xảy ra gió lốc và mưa lớn gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân. Gió lốc đã làm tốc mái nhà của 14 hộ dân tại tiểu khu 2, tiểu khu 3, 4, 19 tháng 5 và bản Hương Sơn, làm đổ gãy một cột điện 0,4 kV tại bản Hương Sơn gây mất điện cục bộ, 1,6 ha ao cá bị thiệt hại, 150 cây phân tán bị đổ gãy, tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Trường Sơn kịp thời có mặt huy động lực lượng 4 tại chỗ, hỗ trợ các hộ gia đình di chuyển tài sản, bố trí các hộ gia đình tạm thời ở nhiều gia đình trong bản, hỗ trợ dọn nhà cửa, cây cối bị gãy đổ. Điện lực Mộc Châu cũng cử cán bộ khắc phục để nhân dân tiếp tục có điện sử dụng. Sau đây là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 1. Chiều ngày 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là Talim. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 118,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 880 km về phía đông đông nam. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10 đến 15 km/h. Tỉnh Sơn La chưa chịu tác động ảnh hưởng của cơn bão số 1 trong 24 giờ tới. Trong 6 tháng qua, đã làm tốt vai trò tham mưu là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là đánh giá của Công an huyện Bắc Yên tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Cùng với đó, lực lượng Công an huyện Bắc Yên đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh nông thôn, chính trị nội bộ, an ninh mạng và thông tin truyền thông. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được thực hiện đồng bộ xuyên suốt, đạt và vượt một số chỉ tiêu công an tỉnh giao. Tiếp tục thực hiện đề án 06 của Chính phủ, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Đã thực hiện 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chủ trì bắt giữ thành công một đối tượng truy nã, tiếp nhận xử lý 21 tố giác tin báo về tội phạm, thụ lý điều tra 22 vụ với 29 bị can. Toàn huyện phát hiện 96 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội, giảm 24 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Thời gian tới, Công an huyện Bắc Yên tăng cường chủ động nắm, giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, tiếp tục thu nhận hồ sơ, cấp căn cước công dân, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành thói quen, văn hóa, đã uống rượu bia, không lái xe. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tập trung lực lượng xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, phải xác định người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước, thì phải thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 6 năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động hợp đồng trong các cơ quan nhà nước vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Các trường hợp này đều được gửi tới Sở Nội vụ để phục vụ công tác quản lý cán bộ, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị. Ngày 14 tháng 7, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với huyện đoàn Quỳnh Nhai tổ chức chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2023 tại xã Nậm Éc. Đoàn tình nguyện đã tổ chức nhiều hoạt động như hướng dẫn xây dựng chính quyền số cấp xã, tư vấn bảo hiểm xã hội cho nhân dân và đoàn viên thanh niên, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khám và cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền hướng dẫn, kích hoạt, sử dụng tài khoản điện tử và các dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, cấp phát 600 tờ gấp pháp luật, trợ giúp pháp lý về luật phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng chống tệ nạn ma túy. Tại chương trình, đoàn khối đã trao tặng một sân chơi thiếu nhi, trao 35 suất quà cho gia đình người có công với cách mạng, các gia đình và học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, tặng và trồng 1.200 cây tách cho Ủy ban Nhân dân xã Nậm Éc với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ xã Nậm Éc trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời tạo môi trường để tuổi trẻ đoàn khối có dịp giao lưu, học tập kinh nghiệm thực tế và rèn luyện các kỹ năng xã hội, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Hồ vừa trao tặng bò giống cho hộ nghèo tại xã Mường Men. Theo đó, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Hồ đã bàn giao 2 con bò giống cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Cóm, xã Mường Men. Mỗi con bò có trọng lượng khoảng 100 đến 120 kg, trị giá khoảng 10 triệu đồng một con. Đây là mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế cho các hộ nghèo từ quỹ bò giống của hội, với mong muốn trao cần câu để người nghèo trên địa bàn huyện tự lực vươn lên thoát nghèo. Sau xã Mường Men, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Hồ sẽ tiếp tục trao bò giống cho 2 hộ nghèo tại xã Trường Xuân, nâng tổng số bò được trao từ tháng 8 năm 2022 đến nay lên 14 con giống. Tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.